Nhân dịp ông Janez Janša được bầu làm Thủ tướng Cộng hòa Slovenia và ông Igor Zosic được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Slovenia, ngày 17 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện mừng tới ông Andrej Loga được bầu làm Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia.